Giữa trưa nắng nóng, một tổ công tác của công an thị xã Cai Lậy đến hiện trường để xác minh điều tra làm rõ vụ cướp tài sản theo tin báo của một người phụ nữ sinh sống trên địa bàn huyện Cái Bè. Người phụ nữ trình bày, khi điều khiển xe mô tô qua tuyến đường tránh, đoạn thuộc địa bàn xã Thanh Hòa, thị xã Cai Lậy, bất ngờ có hai đối tượng điều khiển xe mô tô cùng chiều vượt lên ép sát, chặn đường, cướp xe rồi tẩu thoát. Tuy nhiên, khi xác minh xung quanh, mọi người đều xác nhận không có gì bất thường vào cái giờ được cho là vụ cướp đã xảy ra. Cuối cùng, người phụ nữ thừa nhận báo tin giả để che giấu việc bán xe trả nợ. Thời gian qua, trên địa bàn thị xã Cai Lậy xảy ra nhiều vụ báo tin giả. Người báo tin đã tạo ra những câu chuyện bị cướp với hành động liều lĩnh, nguy hiểm của đối tượng gây án. Thông tin lan ra xung quanh đã gây tâm lý lo lắng trong nhân dân về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Công an thị xã Cai Lậy đã xác minh làm rõ 5 vụ. Thường là các cái người báo tin thì họ dựng ra những cái tình huống rất là ly kỳ với thủ đoạn của đối tượng rất là nguy hiểm để mà làm cho lực lượng công an chú ý. Mục đích của họ cuối cùng là để họ che giấu cái tài sản là họ vay mượn nợ nè, rồi cầm cố xe hoặc là tặng cho người yêu mà che giấu gia đình. Nếu như không điều tra làm rõ được thì cái sự việc ly kỳ mà do những người báo tin giả họ dựng ra thì làm cho người dân rất là hoang mang. Là gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Đối với hành vi báo tin giả vi phạm vào điểm B khoảng 2 điều 5 nghị định 167 năm 2013 của chính phủ. Còn nếu như bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của người khác, quyền lợi hợp pháp của người khác thì hoặc là bịa đặt người khác phạm tội để tố cáo họ đến cơ quan có thẩm quyền thì là phạm tội vu khống. Những người báo tin giả đã bị công an thị xã Cai Lậy xử phạt vi phạm hành chính theo nghị định số 167 của chính phủ. Tuy nhiên, các tin báo với tình tiết ly kỳ, nguy hiểm khi chưa được làm rõ là giả cũng đã ít nhiều gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân. Sự thiếu hiểu biết về pháp luật của một số người đã gây khó khăn, làm mất thời gian công sức của cơ quan chức năng trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm và hoạt động bình thường của cơ quan bảo vệ pháp luật. Trong khi đó, trước diễn biến phức tạp về tình hình tội phạm hiện nay, lực lượng công an cần tập trung thời gian, tâm sức cho công tác điều tra phá án, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự. Mỗi người dân cần nêu cao ý thức tìm hiểu, chấp hành nghiêm pháp luật. Các cơ quan, ban ngành đoàn thể và mỗi gia đình quan tâm tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức pháp luật để tránh vi phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.